Thoải mái vặn mở ốc vít, bu lông mà không cần đổi hết clay này đến mỏ led khác. Siêu phẩm combo 2 clay đa năng, vặn mở ốc vít, bu lông, ống tròn chỉ trong nháy mắt. Không tốn sức, không cồng kềnh, không phải đổi nhiều loại như trước, gọn nhẹ. Sản phẩm vượt trội với chất liệu thép tôi CRV cao cấp, không han, không gỉ, clay siêu cứng, chống biến dạng, chịu lực cao, độ bền tối ưu giúp anh chị vặn bu lông, ốc vít một cách nhanh chóng. Tay cầm bọc TPR giúp giảm độ trơn trượt, cầm vặn, mở ốc vít, bu lông không bị mỏi hay bị chai tay. Nhập khẩu chính hãng với mức giá cực kỳ ưu đãi. Đầu clay được thiết kế đặc biệt với độ gờ nhám giúp bám chắc vào bu lông ốc vít giúp người dùng có thể vặn một cách dễ dàng, giúp cho thao tác của bạn trở nên nhẹ nhàng, tiện lợi, mua một lần xài đến tận 5 năm cũng không hỏng. Phần kết nối đầu và thân chắc chắn, không dùng lò xo, hạn chế việc hư hỏng vặt. Với bộ sản phẩm 2 clay đa năng, clay nhỏ có hai đầu lớn và nhỏ với kích thước đường kính dao động từ 8 đến 32mm, nên có thể mở được tất cả các loại bu lông ốc vít với các hình dáng và kích thước khác nhau, có thể vặn mọi loại bu lông, ống tuyếp tròn. Thiết kế đặc biệt siết vào theo một chiều, vặn ra theo một chiều, giúp cho thao tác thực hiện một cách liên tục. Chỉ cần bộ clay đa năng thay thế được khá nhiều dụng cụ clay mỏ led thông thường, tiết kiệm không gian, tiết kiệm kinh phí gấp 4 lần. Bộ combo 2 clay đa năng là giải pháp vô cùng tiện lợi mỗi khi sửa chữa vật dụng trong nhà. Nhanh tay sở hữu ngay một công cụ đắc lực trong gia đình với mức giá ưu đãi.